Nhà đất Anh Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý khách hàng. Video ngày hôm nay em xin tiếp tục gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố với diện tích ngang 3,5 m, độ dài 12 m, được thiết kế 1/2 lầu, nằm trên trục đường Nguyễn Duy Cung thông ra Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà hẻm một xẹt Nguyễn Duy Cung nha quý vị. Con đường trước nhà của chúng ta để ý mặt tiền mà chính căn nhà này. Và trước khi chúng ta xem con đường nha, mặt tiền thì thiết kế rất đẹp nha. Và con đường chính nhà của chúng ta đây, con đường này thì xe hơi vào tới cửa nhà nha mọi người, nhưng mà nhà mình thì ngang có 3,5 m thì cũng không vào được trong nhà, thì chúng ta chỉ có thể di chuyển xe hơi, xe taxi vào tới cửa thôi. Hướng nhà là hướng chính nam và ngang diện tích của căn nhà là ngang 3,5 m, độ dài 12 m, một xẹt Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, gần với đường Quang Trung. Và chúng ta để ý lại mặt tiền mặt chính căn nhà một lần nữa nha. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha mọi người. Bên trong căn nhà thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt phía ngoài, lớp cửa cổng, và khoảng sân 2 m đậu xe gắn máy này. Khoảng sân này chúng ta đậu được 2-3 chiếc xe gắn máy nha quý vị. Nhà thiết kế 1/2 lầu, tặng kèm full nội thất bên trong với phong cách thiết kế hiện đại năm 2021, có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Căn nhà rất là tuyệt vời. Và giá bán chỉ có 4 tỷ 850 triệu đồng thôi, còn bớt mạnh nữa. Sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Quý anh chị quan tâm có thể gọi trực tiếp với bên nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha quý vị. Và chúng ta sẽ di chuyển vào trong để tham quan không gian phòng khách, phòng bếp cũng như là 4 phòng ngủ căn nhà nha quý vị. Đây là một căn nhà mà gia chủ thiết kế và tặng kèm full nội thất bên trong. Khu vực không gian phòng khách này, chúng ta thấy phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Trên tường chúng ta có những bức tường được dán giấy, treo tranh ảnh trang trí, ốp nhựa. Và phía dưới thì chúng ta ốp gạch bóng kính, có một bộ sofa tặng kèm khi mua. Nhà thì có phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, rất đẹp và cao cấp, tặng kèm full nội thất bên trong. Chúng ta mua thì chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Đây thì chúng ta thấy có một cái sofa rất là đẹp được tặng kèm ở khu vực không gian phòng khách này, có những bức tranh treo tường nữa nha quý vị. Di chuyển vào trong thì chúng ta thấy cầu thang ở giữa nhà với tay vịn gỗ cam xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Phía dưới cầu thang thì chúng ta có khu vực ốp lát trang trí và có để cây xanh nha quý vị. Khu vực phía sau là khu vực không gian bếp nhé. Không gian bếp của căn nhà chúng ta thì gia chủ cũng có tặng một bộ bàn ăn 4 ghế này, hai bên tường là ốp gạch cao tới trần, phía trên là trần thạch cao, đèn thả và khu vực tủ kệ bếp màu trắng cũng như mặt đá bếp màu trắng, được trang trí khá là đẹp. Khu vực bếp thì chúng ta có khu vực bếp ngang và có bồn rửa trên bát cũng như là khu vực giá kệ để trên bát, và có khu vực đặt bếp cũng như đặt máy hút mùi nha quý vị. Phía sau sẽ là khu vực giếng trời và phòng vệ sinh cuối nhà nha mọi người. Thì ở đây chúng ta có cái lavabo rửa mặt và gương soi bên ngoài này, được trang trí và ốp lát khá là đẹp đây, sáng sủa nha. Phía cuối thì chúng ta có vệ sinh ở dưới tầng trệt với bồn cầu, lavabo rửa, bồn cầu và vòi tắm hoa sen. Ở đây thì Hùng quay từ phía sau ra phía ngoài này, ngang 3,5 m, độ dài 12, xây dựng và đúc kiên cố 1/2 lầu nha quý vị. Hẻm chiếc nhà xe hơi vào tới cửa, hẻm một xẹt có trục đường Nguyễn Duy Cung, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thông ra đường Quang Trung cũng như là đường Phan X, quận Gò Vấp, gần kề bên là công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hạnh Thông Tây. Từ nhà chúng ta đi qua sân bay khoảng chừng 10 đến 15 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng chừng 25 đến 30 phút đi xe gắn máy. Với một căn nhà đẹp, giá bán 4 tỷ 850 triệu đồng còn bớt mạnh như thế này, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, có 4 phòng ngủ và nhà cũng khá là rộng và dài, thì quý anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với bên nhà đất Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Đây là một căn nhà tầm tiền nhỏ nhưng mà rất là tuyệt vời nha mọi người. Chúng ta có thể mua ở, mua cho thuê hoặc là mua cho gia đình khoảng 3-4 người ở vẫn đủ nha mọi người, vì có tới 4 phòng ngủ. Cầu thang thì ốp đá hoa cương rất là đẹp nha. Chúng ta đang di chuyển lên phòng ngủ để tham quan. Phòng ngủ thì gia chủ sử dụng cửa công nghiệp này, trang trí rất là đẹp. Và chúng ta sẽ vào tham quan từng phòng ngủ một nha. Phòng ngủ chúng ta đều có vệ sinh trong. Và đây là phòng ngủ phía trước này. Phòng ngủ này thì phía bên ngoài ấy, thì chúng ta có cửa ra ban công này và cửa sổ này. Đó nha mọi người. Và có một cái tủ để đồ ở ngay khu vực đây. Của cái này thì chúng ta có cái tủ áo để đồ và một cái giường ngủ 1m6 đây, kết hợp với chăn ga gối đệm. Phía trên thì gia chủ có gắn máy lạnh Sharp này, một ngựa nha mọi người. Đây là cái phòng ngủ phía trước thì cũng rất là tuyệt vời.
nó đầy đủ nội thất như thế này. Và cái vệ sinh này, vệ sinh có cái phòng ngủ số 1 này, thì chúng ta cũng có cái lavabo rửa mặt và gương soi. Bên trên thì chúng ta có cái vòi tắm hoa sen và bên trong thì chúng ta có cái bồn cầu. Đó, chúng ta vừa tham quan cái phòng ngủ số 1. Cái phòng ngủ màu sắc rất là đẹp nha mọi người. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng qua tham quan phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng sau nha quý vị. Đây là không gian phòng ngủ phía đằng sau của căn nhà. Thì chúng ta có giường ngủ này. Giường ngủ đây cũng 1m6 nha. Tủ áo đụng trần. Và máy lạnh cũng như là khu vực vệ sinh trong này. Phòng ngủ số 2 cũng đầy đủ nội thất nha quý vị. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh chúng ta với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi thì cũng giống như cái bên kia. Thì cái phòng ngủ số 2 này chúng ta cũng có nội thất này, đầy đủ hết cả máy lạnh luôn nha mọi người. Trang trí rất đẹp. Hai phòng ngủ. Rồi chúng ta sẽ lên tham quan hai phòng ngủ tiếp theo nha quý vị. Nhà đúc kim có hết một trệt hai lầu. À, nhà chúng ta thì chỉ có 3 phòng ngủ thôi nha mọi người, nhầm, 3 phòng ngủ thôi và 4 phòng vệ sinh. Đây là phòng ngủ thứ 3 này, chúng ta có sân thượng sau nha. Đúng, thiết kế như vậy là hợp lý nha mọi người. Thì chúng ta có cái sân thượng để chúng ta phơi đồ, giặt đồ và trồng cây. Đây là cái phòng ngủ số 3 của căn nhà, phòng ngủ cuối cùng này nha mọi người. Thì cái phòng ngủ này thì chúng ta cũng có giường ngủ này, tủ đồ này, máy lạnh này. Phía trước là ban công và cửa ra ban công này. Ban công thì chúng ta trồng cây xanh và lan can làm bằng sắt nha. Cửa ra ban công cũng làm bằng sắt luôn, màn làm cửa hai lớp. Đó, chúng ta đang nhìn không gian phòng ngủ số 3, phòng ngủ cuối cùng của căn nhà đây. Đầy đủ nội thất nha mọi người. Nhà 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, 1 sân thượng, 1 sân phơi và khu vực giặt đồ. Đây là phòng vệ sinh của cái phòng ngủ số 3 quý anh chị đang nhìn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua sơ qua khu vực sân thượng nhé. Khu sân thượng và khu vực giặt đồ đây. Ở đây thì chúng ta có thể làm khu vực giặt đồ, thì ở đây gia chủ để khu vực để máy giặt này, ngay đây này. Và phơi đồ giặt đồ ở đây, chúng ta có thể làm hàng rào tre. Và ở đây thì gia chủ đúc sút ra hết rồi. Chúng ta chỉ việc lập mái nữa thôi. Và chúng ta có thể làm phòng ngủ tiếp theo ở căn nhà ở đây luôn cũng được đấy nha mọi người. Vì đã đúc đổ sàn, đổ bê tông ra luôn rồi này. Chúng ta có thể lập mái hoặc là làm lên là làm phòng ngủ được luôn, hoặc chúng ta để làm sân phơi, sân thượng và trồng rau, trồng cây xanh ở đây nhé. Rồi chúng ta vừa xem xong video trực tiếp căn nhà ngang 3,5 m, độ dài 12, trệt 2 lầu, sân thượng, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, tặng kèm full nội thất bên trong, giá bán 4,85 tỷ, hẻm xe hơi vào tới nhà. Nhà đất Lê Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.